Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tô màu con cừu. Chúng mình bắt đầu vào tô màu nhé. Hôm nào đi ăn mì nhà Pam. Nhà Pam này, từ đối với Pam này. Thật á? Mà đi ăn cút đen. Có mì à? Nhà ở quán Carmen đấy. Chắc một trăm bao nhiêu tiền? 110.000 Mà đi dở người, người ta hầu đã là học sinh sinh viên nghe nghe trước mắt học sinh bảy này là người đi làm đấy, nhưng mà nó đi... thấy hai người ăn hết đấy, người ăn mới hết như cái hộp trà sữa 1 lít của nó. Ôi trời ơi, mẹ ơi, sao em nói với em là nó to như bé như thế. Bé á, thì em cho ra cho chị mua cái trà sữa 9.000 năm các khi cũng bằng đấy nhở. Người ta đang 1 lít đúng rồi. Trời đắt lò gì ở đây. Mẹ cái quán. Kể rồi. Kể đi mày. Hai thứ mày. Nó mất hứng nhá. Kể đây. Các thứ sao kể. Kể rồi. Cái kể đây. Giáo thích. Người hãm giáo thích. Thì muốn về lắm mà nhưng không được về, mình đâu có trắng được nó như thế. Thì về 1-2 hôm nghỉ, nghỉ. Ừ, nhưng mà nghỉ tiếng nhưng... Trung mèo tuần sau tạm nghỉ hiền á. Thực ra không phải là nghỉ tiếng Trung hay như nào mà là bọn tao cũng thế mà cái môn. À, Trung mày nghỉ 3 hôm người ta không cho thi à? Ừ, Trung tao cũng thế mà. Tuần sau tao nghỉ ấy, cái đó biết cái gì đâu. Là không dám nghỉ nhiều. Ta bần cùng lắm có một cái hôm kia ta nghỉ học một hôm thôi. Chứ hôm lộ đèo lộ suối ta vẫn đi học. Và nghe theo sự cám dỗ của Yến Nhi. Yến Nhi ở nhà đi. Ta đấu tranh ý tưởng quá, ta đấu tranh ta định ngồi dậy để mặc quần áo rồi. Nhìn thôi ta lạnh mà đấy. Ở nhà đi. Vậy phải ngày xưa cho ta với con Thư thôi nghỉ đi mày. Ôi nhá, tuần nếu mà đưa ra thì ăn nhìn nướng thì tốt đấy. Ở đây nó còn kiểu tính là kiểu gì ấy. Cái môn đấy chỉ được nghỉ một buổi. À nếu trừ nếu nghỉ một buổi trừ điểm ấy. Ý là hồi đang cấp A cao là các nghỉ học lắm vãi. Sao chơi đừng có đủ nhá. Gắt này vãi rồi. Thằng này đi toàn cái kiểu kiểu sợ này. Thịt mẹ cái quả của bà này. Ngon nhá. Đi về thứ. Ta là mày láo. Nó cũng đang bị ghét nữa. Chiếc con Thư một mình nó đắt cái trăm bông này. Lạnh mà. Sáng sớm lạnh thôi. Tối đã bắt mấy trăm kia thôi đã phải nóng. Ừ, tao thì nóng quá là. Ừ. Tao đã nhưng mà tao vẫn thò chân ra mà. Tao đã tao phải đắp được kiểu đắp một nửa. Ừ. Tao tao mới đầu cũng định tự tạo như thế mà nhưng mà vẫn nóng tao. Bỏ tao chăn quân đội của Hiền đi cho nó mát. Ừ, bỏ chăn quân đội của Hiền là mát. Hiền chắc thì đi bộ đội rồi. Sao đi bộ đội đi để ấy cho nó dễ. Đâu? Được đắp chăn này thoải mái cả năm. Giờ không? Đây đây, tao đang đắp. Khi đắp cả năm rồi tao đi Hiền ạ. Tao đắp mấy năm đấy. Ừ. Nhà còn thì đắp chăn này mà. Mình nó đắp chăn này. Thì ta bảo là ở nhà nó đắp chăn này còn gì nữa. Quỳnh sao mày gội đầu nhìn bết thế? Thấy tóc chưa khô. Nhìn bết thế. Bố chưa chải đầu. Không thì bết thật lúc mà mày rũ xuống ấy. Thì tóc ẩm mà. Chỉ lúc ấy tao có thể là tóc mày khô rồi. Thế bạn bộ đầu được mấy tóc. Mai đi thi kiểu gì? Hả? Mai đi thi kiểu gì? Mai chúng mày vẫn thi á? Tao vẫn chưa bị chờ vì không biết học cái gì đâu.
nghỉ thi nữa. Ai da. Đưa ra thì tao bình thường nhưng mà đi tí nữa một lúc nữa mới đến cơn đấy thưa ạ. Tôi cũng sợ thế mà. Cơn kia nó sẽ đến cơn đau dữ dội lắm. Oh my god. Nó bị thế một lần rồi, mỗi lần tao đi đường ấy, xong rồi tao đuổi tao. Tao đau quá, tao lúc tao bảo chị Ánh là hay thả cho em xuống đường mà tao tạo đau một đường. Chứ đâu là tí có đi được không? Chẳng biết được không. Sợ, lúc nhắn tin thì sợ chúng nó hủy kèo. Nhưng thật sao bây giờ mới chính là vấn đề mình hủy kèo. Cái gì? Nó hủy kèo. Chê chúng nó hủy kèo kia. Không đi thôi, con nhà ngủ ngủ. Ở nhà cũng xịn với nhau này. Phải tóc tóc không? Ê Quỳnh ơi, Quỳnh. Ơi. Mày à lấy cái đai bụng đâu rồi? Ừ, trên đấy là nhà nó sang bụng đi. Đâu? Đai bụng. Ở cái hộp hồng hồng. Hộp hồng á? Này con Tư sẽ con đi đây đâu. Hay xem con pin không nữa vấn đề. Con bóc đi. Con pin đâu? Tám mà. Tám mươi rồi. Đấy, ra đeo lên bụng anh. Đeo lên bụng anh. Trời bác cả hôm nay để làm gì. Ôi kiếp con kẹt thế. Ừ. Điều mùa thôi ấy. Kinh hồn. Mặc gì? Mặc đồ như là sinh viên đi học, ăn đi chơi bình thường thôi. Là gì? Là tao gì? Mặc yếu. Chắc mình máy là mặc kiểu mặc kiểu mặc cho thoải mái. Chạy nhảy thoải mái, đi giày chạy nhảy thoải mái. Chứ mặc tao hình dung đi. Hay cái chế độ dung này này. Tao thấy dung là đau thêm chứ mày. Thật sự quá. Tao dung nó đau thêm ấy. Đồ dụng. Nếu chúng mày sẽ thấy thoải mái. Tao thấy rất là đau thương. Nó phải nằm được rồi. Cho nước nhỏ đấy. Nước nhỏ nhất đấy. Theo một nước to như thế này. Xe nào để làm tiếp thì nhỏ đấy. Đều như máy để. Quay ai, tóc ai là người con này chúng nó cứ nhập nhập ấy. Chẳng biết thằng này nhắn tin. Chúng mày nhắn ở đâu hay sao không có tao? Mày không xem có mày mà. Nhóm mới đổ đây. À đây. Mẹ một đống này Hiền Đin, Thanh Phong, Hoàng Hôn, đây. Hữu Nguyễn, Hoàng Phúc, Thái Bảo đều không để để. Đấy. Con Hiền sao tự nhiên nó lại xóa đi. Xóa đi. Cô vẫn để như cũ mà. Avatar. Xóa từ đời thủa rồi. Xóa từ đời thủa rồi. Ừ. Bác để xóa. Ủa chúng mày ơi xem tin có loạn chưa? Hả? Rồi, chiếc ngực đó. Mày cái bác nhỉ. Đéo ơi, sợ vãi nó còn quay hiểu góc này nữa. Sợ cái gì? Mày muốn có không được đấy. Đúng rồi đấy. Mẹ. Ê, đau quá. Yến Nhi ước, Yến Nhi chỉ biết ước. Thôi gớm, mình cũng khác gì nhau đâu. Ý là tao với mày. Hiểu, bạn hiểu. Ôi trời ơi. Vô trình chưa?